đi học mặc đôi giày rách, nam sinh lủi thủi một mình vì sợ cả lớp xa lánh. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh cậu nam sinh trong lớp mình liền thu hút đông đảo sự quan tâm. Theo như caption mà người này viết khi đăng kèm đoạn video có ghi rằng bạn này học cùng lớp với mình và đây là lần đầu tiên mình thấy bạn ấy rơi nước mắt chỉ vì có một đôi giày mang đi học nhưng bị rách nên bị các bạn trêu. Nhìn bạn ấy bị xa lánh mình không biết làm sao nữa, chỉ biết thương bạn và muốn dành cho bạn những lời an ủi nhưng không thể. Từ video quay lại cũng có thể thấy, cậu nam sinh ngồi bàn đầu trông khá hiền lành, bên dưới là đôi giày bị rách, bung hẳn cả đế ra, để lộ gần như phần đầu bàn chân. Dường như đôi giày đã quá cũ, vô tình thay trong quá trình đến lớp hoặc trong giờ ra chơi, chiếc giày ấy đã xảy ra sự cố khiến cậu nam sinh phải gắng gượng mặc nó, bỏ ngoài tai những lời gièm pha và những ánh mắt phán xét. Hình ảnh ấy sau khi đăng tải đã làm dân tình vô cùng thương cảm, bởi đặt mình vào vị trí của cậu nam sinh thì chắc chắn sẽ rất tủi thân. Thậm chí nhiều người còn chia sẻ rằng mình đã từng bị bạn bè chê bai và xa lánh chỉ vì nhà nghèo, không ăn chơi đua đòi được như các bạn nên bị cô lập ngay trong lớp học, nên nhìn cảnh này đã cảm thấy đồng cảm cho cậu bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!